Khi anh chị đặt món đi ra tỉnh xa nè, nước sốt phải được đóng trong tư xếp thế này. Còn các nguyên liệu như là bào ngư, vi cá cũng sẽ được đóng túi giúp riêng luôn. Rồi cái vi cá đẹp ghê. Nhận món á, khi mà nhận món về quê, nhận món xong mà chưa ăn ngay á, thì mình cứ để vào ngăn mát tủ lạnh. Nhưng mà cũng tối đa là 2 ngày thôi, đừng để lâu quá món ăn sẽ bị kém ngon. Rồi khi nào ăn á, thì mình cứ lấy ra, mình cho ra lò vi ba, cài chế độ 2, 24 phút là xong nha. Khi do món đi xa thì lạc bộ sẽ đóng món ăn vào túi zip nè, đóng vào thùng xốp, thêm đá xeo giữ nhiệt thì sẽ giúp giữ lạnh món ăn suốt tới 12 tiếng đồng hồ luôn. Thì nếu chị nhận món về mà mình chưa dùng ngay á thì cứ để vào ngăn mát tủ lạnh, nhưng mà cũng tối đa 2 ngày thôi, đừng để lâu quá món ăn sẽ kém ngon. Thì khi nào dùng á thì mình sẽ cho cái súp này ra thố, nấu nhỏ lửa cho sôi lại, sau đó là cho bào ngư vi cá vô nấu thêm 1 phút nữa cho nóng lại là xong. Vậy là xong, quá đơn giản. Anh chị muốn đặt súp bào ngư vi cá nè, cháo bào ngư hay gà bào ngư tỉnh Phú Bắc đem về quê để tẩm bổ cha mẹ ông bà thì cứ nhắn Zalo hoặc hotline của nhà hàng Lạc Bổ nha.